Em xin chào quý chị và các bạn. Thì hôm nay trước mặt em đây nó chiếc Hyundai Elantra phiên bản 1.6 đặc biệt màu trắng. Thì trong video này thì em xin phép báo giá chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 này và báo giá lăn bánh cũng như là chương trình trả góp để cho quý chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe trong lúc xe hạng C để đi Tết cũng như là tránh mưa tránh rét thời điểm cuối năm 2023 này. Hyundai Elantra phiên bản 1.6 AT này thì hiện tại bên em sẵn có những cái màu như là màu trắng là giao ngay, màu trắng cũng là màu bán chạy nhất và hợp với những cái khách hàng có mệnh như là mệnh thủy, mệnh kim rồi mệnh mộc. Giá niêm yết của xe thì là 699 triệu và hiện tại đại lý Hyundai Bắc Ninh đang giảm cho quý hàng chỉ còn khoảng 642 triệu thôi. Và mức giá 642 triệu thì anh chị sẽ có tặng được tặng những quà tặng. Nhờ xe này bên em là sản xuất 2023. Được tặng những quà tặng như là phim cách nhiệt này, rồi là trải sàn da này, bọc vô lăng. Và giá lăn bánh của chiếc xe này ở tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì em sẽ tính sơ qua vào các tỉnh lẻ. Đâu đó rơi vào khoảng 715 triệu. Vâng, 714 đến 715 triệu chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ thì thêm giúp em đâu đó khoảng 8 đến 9 triệu nữa. Elantra bản 1.6 này thì bản đủ là sẽ có những cái công nghệ nổi bật em có thể kể đến cho quý anh chị, đó là hệ thống đèn full led này. Hệ thống đèn tự động full led rồi ga tự động cruise control. Sẽ có những cái công nghệ ở trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này, đó là hệ thống màn hình 10,25 inch này và màn hình đa thông tin, hiển thị đa thông tin đây cũng là 10,25 inch. Dạng digital, hiển thị rất là sắc nét. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này thì sẽ có bản đồ AVN định vị dẫn đường do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Điều hòa của xe thì được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Vâng. Có sạc không dây, rồi có phanh tay điện tử, có chế độ lái là 3 chế độ: Eco, chế độ Power và chế độ Normal. Phanh tay điện tử Auto Hold sẽ được đi kèm với nhau. Xe được trang bị đèn nổ start-stop và có những cái thiết kế rất là tỉ mỉ như là hệ thống loa này, rồi loa được hệ thống loa là mạ bạc, rồi những cái núm tay cầm được phay kim cương rất là đẹp. Ghế da của xe thì cũng được trang bị và cái tông màu chủ đạo đó là màu đen. Elantra bản phiên bản này thì chưa được trang bị cửa sổ trời ạ. Hệ thống la răng của xe thì ở đây thì chúng ta sẽ có hệ thống la răng với kích thước đó là 16 inch, vừa bao gồm phanh đĩa tất cả các bánh. Đến phần hàng ghế thứ hai thì Elantra có một cái hàng ghế thứ hai rất là rộng do chiều dài cơ sở xe khá là tốt. Đó, anh chị có thể ngồi hàng ghế thứ hai sẽ có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai này. Cửa gió điều hòa và có gió điều hòa rồi có cái chỗ để chân. Cái băng để chân hàng ghế thứ hai này nó rất là rộng. Đó, khoảng cách thừa và có độ ngả lưng ghế tốt. Loa thì cũng được trang bị cho tất cả các cánh cửa. Loa của xe này là trang bị 6 loa nha anh chị. Cùng đến phần tiêu hao nhiên liệu của xe thì ở đường kết hợp thì xe cho mức tiêu hao nhiên liệu là 7 lít, đường trong đô thị thì khoảng 9,5 lít và đường ngoài đô thị rất là tiết kiệm, đó chỉ là 6,5 lít thôi, em xin lỗi, 5,6 lít. Đó, phiên bản 1.6 với động cơ 1.6 AT dẫn động với hộp số là tự động 6 cấp. Hệ thống đèn của xe thì anh chị có thể thấy là phần đầu xe được thiết kế rất là thể thao, có những đường nét phay xước bó góc cạnh rất là chỉn chu và tinh tế. Lắp capo thì được dập nổi những đường gân khỏe khoắn. Và hệ thống đèn của xe thì em xin điểm qua, em vừa nói rồi, hệ thống đèn là đèn full led có chiếu, có bóng chiếu, có projector cho chùm sáng hội tụ rất là sắc nét. Và đèn led định vị ban ngày của xe thì cũng là đèn full led. Xe thì cũng được trang bị cái công nghệ nó là đèn ngủ từ xa, rất phù hợp cho quý anh chị khởi động xe làm mát vào mùa hè và làm ấm động cơ trước khi khởi hành vào mùa đông.
À đây, cam lùi cũng được trang bị cho phần đuôi xe và bốn cảm biến, được trang bị cho phiên bản 1.6. Còn lên phiên bản 2.0 thì sẽ được trang bị thêm là hai cảm biến ở phần đầu xe nữa. Bản 2.0 thì sẽ có thêm tính năng đó là thông gió và làm mát ghế và sửa ấm ghế cho hàng ghế phía trước. Đó, đây là lốp dự phòng, cốp xe của Elantra rất là rộng. Đó, một chiếc cốp để có thể để được rất là nhiều những cái dụng cụ đi du lịch cũng như là đi công việc công tác của quý anh chị. Hiện tại thì bên em cũng đang có hỗ trợ chương trình trả góp tối đa là 80% giá trị xe với mức lãi suất rơi vào khoảng là 0,7% một tháng. Thời gian vay thì tối đa là 8 năm. Đấy, thì quý anh chị có thể tham khảo và gọi điện để em có thể báo giá chi tiết rõ ràng qua để anh chị có thể nắm được thông tin đó là chuẩn chỉnh nhất. Thì em xin cảm ơn và anh chị đã theo dõi video. Xin gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.